Ở đây là có một cái đường đi lên phà đi qua Bình Dương nha các bạn. Đó, cái này là cái đường qua phà nè. Ta đứng đây đợi. Đợi xong rồi lát phà qua chở. Xin chào các bạn nha, hiện tại mình đang ở Miếu Bình Nhân. Hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 8, là ngày rằm tháng 7 âm lịch 2023. Mình tiếp tục đi thả cá phóng sanh nha các bạn. Đây như có cái cây xưa, cái cây gì mà nó bự lắm đây nè. Mấy cây bự nó chặt rồi, chặt dạ. Rồi. Đó còn mấy cây sứ là cây cũ giờ đem vô găm lại rồi đó. Dạ. Là lá đó phải không? Dạ dạ. Đó. Cũng lên lâu á. Đó. Đó mấy cây cũ đó. Dạ. Giờ nó ra lá nữa thôi. Hồi hết tên miếu ở đây là có cây sum xuê bự lắm, chặt hết rồi. Không dạ. Có không có đem trồng lại chứ. Giờ trồng cái khác. À. Mấy cái lỗ này trồng cây hết. Dạ đúng rồi. Trồng cây hết á. Giờ lỗ này trồng cây hết, trồng dài hết. Dạ. Tưởng như chưa làm tới phải không? Dạ. Cũng phải cỡ 5 năm nữa cái mới lại giống như xưa. Bây giờ người ta không thấy người ta có bán cây sẵn á, mình trồng vô luôn. Đó mua đó. Dạ à. Mua trồng từ từ. Cái cây mà nó lên luôn rồi á. Cái cây trồng hết. Cái cây lên luôn á thì nó có cái rễ rồi à. Ở sao dầm một mớ cây sao? Giống như mấy cây mai ngày Tết á. À, đúng rồi, cái đây có cái hồi đó luôn ha. Cái bàn thờ Phật A Di Đà. Không có chỗ làm ha. Làm đó. Đó là phải làm một. Có xây ông đưa ông đặng hết á. Đầu luôn. Ở đây người ta đang xây lại nha các bạn. Đang xây lại cho nó mới. Mấy cái người ta đập mấy cái cũ người ta xây lại cái mới. Ở đây là có cái phà chở đi qua Bình Dương nha các bạn. Qua bên kia là địa phận Bình Dương. Phải về không? Phải đi đi lại coi thằng kia thả.
khoan vậy để thả rồi á con. Ủa cô mua cô thả luôn hả? Ừ, dạ, tính xanh lên cây vương. À. Dạ. Dạ. Quay thả cá hay gì? Dạ. Ồ nó chết rồi. Cái gì? Nó chết rồi. Sao chết vậy? Đó. Có một con chứ nhiều, thể đó. Không còn chết rồi. Nước nó vậy. Cái này là đúng là về cực lạc nhanh luôn á. Mấy sao quế. Cái này kỳ vậy. À, mốt mốt gì thả cá kẹo đây, cá nó không sống tự nhiên đâu, cá này cá nuôi mà. Đi giờ có không? À, cái lại kìa. Hồi nãy thấy nó lật lại mà. Nó lật lại rồi. Thả chè với lóc á là nó được, nó sống dài lắm. Chè với cái lóc á. Cá này là cơ bản là tự nhiên nó kiếm ăn nó cũng khó đấy cô. Đó cái con đó nó không phải chết hả? Không, chút ra rồi đó. Tại vì sao nó nằm ở. Nó nằm ở đó. Nó nằm ở mình đó, mình phải đẩy nó.